Trinh xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Tú Trinh Vlog. Cho Trinh mến chúc cả nhà lúc nào cũng luôn vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay thì Trinh với anh Tú sẽ ra cánh đồng của Trinh này cả nhà. Cánh đồng của Trinh thì hôm nay lúa đã ngậm sữa rồi cả nhà. Hôm nay thì Trinh với anh Tú đi tìm bắt tép. Tú xin chào cả nhà. Hôm nay dụng cụ đi bắt của Trinh với anh Tú thì giống như là Trinh muốn ôn lại cái hồi lúc còn nhỏ Trinh cũng hay bắt tép bằng cách này với mẹ. Cái này là cái giớn rồi cả nhà. Ủa cái gió. Giống như cái gió nhỏ vậy đó cả nhà. Trinh có cầm cây theo. Giống như là cái gió mà ở ngoài sông lớn á thì cái gió lớn, còn cái này thì ở ngoài ruộng á nên Trinh sẽ làm cái gió nhỏ. Cái này thì hồi lúc Trinh còn nhỏ thì mẹ với cha cũng hay đi bắt cá, bắt tép bằng cách này cả nhà, bắt tép gông á. Thì hôm nay Trinh với anh Tú sẽ mời cả nhà cùng đi bắt tép với hai chồng Tú Trinh luôn. Ở đây thì gồm có cái gì anh giới thiệu với cả nhà luôn anh. Này lũ khủ quá, anh Tú sách nhiều quá của chú. Cái này là cái gió nè. Rồi cái này mình cái túi vậy đó. Nói chung là mấy cái đó thì Trinh định là Trinh sẽ đặt xuống xong rồi Trinh có với gan. Với cây dù của Tú hồi trước Tú có đặt nữa. Mấy cái clip trước đó của chú. Anh Tú có sẵn thì Trinh đem thì vậy thôi chứ không biết là nó có vô tép không. Tại vì hồi xưa thì mình không có cái đó là hiện đại. Ở đây thì Trinh có gan cám thì Trinh gan cám cho nó thơm lên đó cả nhà. Để mình lấy sình á, cái mình dò lại cái mình bỏ như dò viên chè vậy đó. Giờ thì Trinh cũng mời cả nhà cùng theo dõi và cùng đi bắt tép với hai chồng Tú Trinh luôn nha. Vậy đi thẳng ra đó luôn đi anh. Rồi cái nào anh cầm không hết để điện thoại em cầm nữa. Lúa của Trinh thì nay ngậm sữa hết rồi, nên là người ta sẽ cho nước vô ruộng. Nay nước thì cũng nhiều nên là chưa có bắt được cá rô dâm. Là khi nào mà lúa nó gần chỗ đồng á, chỗ hết rồi đó, bắt đầu người ta mới xả nước ra, nó gần chín rồi đó. Còn bây giờ là nó mới ngậm sữa nên ta phải cho nó đầy đủ nước á, nên là Trinh với anh Tú sẽ bắt tép theo kiểu hồi xưa. Đây thì anh Tú đi tới đây. Mấy cái chỗ này là cái chỗ mà lúc trước Trinh với anh Tú đi bắt cá rô dâm đó cả nhà, nên là nước nhiều lắm. Chỗ này bữa là bắt cá rô dâm nhiều lắm nè, mà Trinh xúc là Trinh thấy tép cũng dữ lắm luôn. Đó, hai vợ chồng Tú Trinh với cô chú anh chị có rô dâm hết luôn. Nè cả nhà, cái vũng nước này bự lắm. Cái vũng này thì đợi khi nào mà Trinh người ta xả đó, xả xuống hết cái đầu Trinh với anh Tú sẽ đi bắt cá rô dâm. Mấy cái tiết bọt của con cá nó ra nhóc luôn nè cả nhà. Cái này là cá rô dâm với lại cá sặc rồi đó. Anh nặng miếng sình anh ơi. Trong cái Trinh sẽ dò lại cho nó tròn cái Trinh lăn cám vòng vòng. Trinh bỏ vô bọc nè. Ê gớt rồi. Trinh lăn cám là vòng vòng cái giờ Trinh sẽ bỏ ở đây là thử hai viên thôi. Tại đó nó gớt nhiều. Nó Trinh cũng bỏ ba viên. Thôi mà cái đầu tiên thì mình rút ba viên đi. Còn cái giờ Trinh sẽ bỏ nhẹ nhàng xuống. Màu luôn kìa. Cái này tại vì cái công này là nó chạy dài vô cái kênh trong luôn cả nhà. Cái kênh này kênh giữa, còn cái kênh trong của Trinh là kênh nhỏ nữa. Thành ra là cái vụ lúa này nó dài miên man luôn nên là cá rồi nó tụ lại nhiều đó cả nhà. Quá trời luôn, mình thấy mất cái mê đục nước luôn á. Ừ, đục giờ luôn. Giờ thì em sẽ đặt cái gió nhỏ nè, cái gió này nhỏ hơn cái nãy nè. Đặt cái bự đi ha. Ừ. Nhỏ hơn cái nãy nhưng mà nó cũng bự cả nhà. Anh tính nó 4 cục, em nó 4 cục luôn. Có cá được nhiều hơn. Quá trời ngớp cá luôn. Không là dính tép. Tép cá gì cũng được hết trơn.
chủ yếu mình đi bắt thì tới cá gì cũng được. Đó. Rồi cắm cái càng câu xuống luôn em, tại đó cái có bằng sắt. Ăn cái sắt cái nhà à, nó chìm. Còn kia hồi nãy bố Tú thì làm bằng cái chúc. Con che. Cái sắt này nó chìm hay. Cắm đứng đứng lên miếng em. Ừ. Rồi. Quá trời cá ngớp luôn. Cá quá trời, không có gì nhé. Giờ Tú ra tay thì đi làm mấy cái này nè cô chú anh chị, cái gì quên cắm cắm như cái dù á. Có mà. Có nhiều lắm em ơi. Qua wow, cái này người ta xả rồi anh. Ừ. Này nó xả đập rồi cô chú anh chị ơi. Cái này xả đập rồi đã. Một hồi nữa là cạn queo luôn á anh. Hồi cạn. Anh có cái giớn mình cặn ra. Ừ. Cái gô nó cũng ra giớn luôn. Giờ Trinh sử dụng cái dù. Cái dù này thì theo kiểu bây giờ đó nha. Ừ. Chứ hồi xưa đâu có cái dù như vậy. Không biết có không cái dù này mới giờ ha. Ừ, mới lắm. Em để ngay giữa luôn rồi, được rồi, được em. Ờ. Cái này bỏ hơi nhiều nhiễm cái chân. Giờ vợ Tú hai chồng cũng dở luôn. Để xuống luôn em. Ồ, được em. Ôi, nhiều tép hơn của chú chị. Tép đông hơn rồi nha. Tép đông. Cái sình này, cái sình nãy nó ngắn, nó nhã ra. Có tép đông. Tép đông thì nó chỉ có bị lớn thôi cả nhà. Tép cũng bự, tép này là ăn luôn được cô chú anh chị. Nó mới lớn. Cái này của nó mềm lắm. Cái gai của nó cả nhà, mềm mềm à. Giờ thì mình sẽ đi dở tiếp anh ơi. Ừ, mấy cái này cũng im im nè. Im im đó, mà mấy cái sao rồi sao. Còn ba cái kia. Cá quẩn em. Cái cục sình trên đặt giờ nó ăn hết luôn rồi. Không phải nó ăn hết mà nó tan hết rồi. Cục sình đặt nó tan hết trơn. Cũng được ha. Ừ, cũng khá ha. Ừ. Tép đông rồi chỉ vô được vậy thôi. Nãy bên kia 4-5 cái mình dở không có nhiêu. Cái này chuối này là dịch anh ăn quẩn mà anh Tú. Ừ. Quá trời chuối luôn cô chú anh chị. Cái này có sụn nha. Chảo về thôi. Nãy giờ dịch mình giả bày cũng chủ yếu là hết. Khi nào mà dịch mình bị nhiều á, mình còn ra đây. Những lồng ở đây quá trời lắm đó. Ừ. Để Tú quay nhẫn lồng cho cô chú anh chị xem nha. Quá trời ngắn lòng luôn. Cái gì vậy? Thế đâu được cái sạc mới không vậy? Hai con cá sạc luôn anh. Ồ quá trời tép luôn cô chú anh chị. Tép với cá sạc luôn. Trời ơi. Cá luôn rồi nè. Hết hồn luôn. Ừ. Rồi, vô rồi. Cái rong này, cái vụ này là cái chỗ này nó rộng hơn cái nhà. Tép. Tép rong này đặt lên ngồi nó cũng chết anh ha. Chết chứ. Còn cái nữa. Còn cái nữa. Còn cái bự nữa. Cái này lại dở, dở ít mấy cái chim đánh đặt đi nữa. Cái bụi khoai mì này ở ngoài đất này là cũng tốt nha. Ừ. Hết hồn khoai mì bự hơn của mẹ chị lắm. Cái này nhỏ cái là bự lắm, cũ lắm rồi nè. Cây bự gì là cũ lắm. Rồi đó là cháu mà sáng mất rồi đúng. Mấy cây khoai mì này nè. Trời ơi, em với mẹ đi mót khoai mì giống như chị. Ủa, tạch. Ê, mình để đây đi chút đi em. Để đi. Ừ. Hồi mình về đi tầng nữa nha. Ừ. Hay cầu luôn nè, cầu khỉ nè cô chú anh chị. Cầu
cái cầu khỉ này cô chú chị chắc quen nè. Thì trước tú đi nè. Không có nhiều á. Nên là kêu chú qua bên bờ để cái thao lên luôn. Tú bỏ thao đó chắc là không có cá hết. Đây. Thấy con bà chằn nhóc chân em. Bà chằn này là người ta để người ta đặt cô chú anh chị con bà chằn. Bà chằn nó để đặt có bóng dừa. Là anh quay cho cả nhà xem đi. Em thấy tép nó lội nè. Nè cả nhà. Tép rong á. Ý sao có con cá? Cá rô phi gì vậy? Cả nhà, video con cá rô phi nữa nè. Bởi nó ủa sao nãy sao giống lội mà con tép gì bự như vậy ta? Ai về được con cá ở nhà ơi. Cũng được có bẻ trầu nữa kìa. Có cá bẻ trầu. Cá bẻ trầu nãy giờ trên đặt cũng nhiều lắm cả nhà. Bên kia nãy có bẻ trầu nhiều, tép thì ít, bên đây thì có tép nhiều nè. Bên kia thì cá bể trầu không cô chú anh chị ơi. Tại vì không có tép thì Tú cũng không quay. Mà anh đây thấy cũng có tép rồi, quay luôn. Anh quay cho cả nhà xem tép nè. Tép đông luôn. Quá lẽ một cục luôn nè. Để anh đi vũ đầu lại lại. Vũ đầu lại. Chính đi. Ta được vô con cá, có con cá này nữa gì. À, lại gì vô cái này là anh. Cái này ta khai cái đường bị hả nè. Ừ, xe tải ra xong luôn. Như thế này. Rồi, nhìn lại cho cô chú anh chị xem đi. Cái này là nửa chân với Tú đi bắt đã đời luôn cả nhà. Đi bắt cái rô dâm á, là anh còn tao xả nữa. Đây. Tép rong như là nhiều lắm rồi cả nhà. Thì là nó tắm rồi. Cục sình nửa chân bây giờ nó cũng hết mồi luôn. Mình đặt nãy giờ hết mồi luôn. Bên kia thì cá bể trầu mấy em, cá bể trầu. Cá bể trầu với lòng tông luôn. Đây tép rong vậy là nhiều rồi đó cả nhà. Tép này là ăn được cô chú anh chị. Tép rong nó chỉ bị lớn à. Lớn à. Với lại nó mềm lắm cả nhà. Cái này cái râu của nó đó mềm mèo rồi, nó không có giống như là con tôm hay gì nó cứng nhắc đâu. Tép mềm này là tép rong với cá bị chầu. Giờ thì trên cái chè chế biến. Xin mời cả nhà cùng nhà với hai chồng của mình nha. Giờ thì Tú đi hái bông su đũa để về nấu canh chua. Bông su đũa nhóc luôn cô chú anh chị. Bên kia nữa nó hơi cao nghe cô chú anh chị, chút xíu Tú quằn xuống hái nó để Tú cũng gần đây cả rồi cô chú anh chị xem nhóc luôn để nằm trong này núp trong kẹt. Bông thì bự không là cô chú anh chị, bông mạnh mạnh không cũng trắng chứ bông cũng nhiều lắm cô chú anh chị. Nhóc luôn. Ở nhà thì tép Chinh với Tú cũng ra ruộng đó. Đặt cái gió được nhiêu tép rong rồi cả nhà. Bây giờ Chinh sẽ nấu canh chua. Hồi nãy thì anh Tú có bẻ đi bẻ cái gì em quên này. Su đũa. Một su đũa. Bông su đũa. Mẹ đang lặt bông su đũa. Giờ thì Chinh sẽ vào bếp. Xin chào cả nhà. Lặt bông su đũa canh chua. Có sâu không mẹ? Sâu nhóc hết trơn. Sáng sớm mà cũng có sâu ha. Sâu cỡ này nó sâu. Mùa này đi ra xong này nó ra lâu rồi. Củi nó tắt vô nhà vô xong dạ, nên là Trinh không bỏ tỏi. Ở đây nay thì gan cái này mặn mặn đó cả nhà, nên là không có bỏ đường luôn. Bỏ bột ngọt với muối thôi. Trinh bắt nồi canh chua lên cái bỏ nồi này lên đây. Cho vô miếng đường. Tép thì mau chín lắm cả nhà. Nên là cho nó sôi bừng cái mình bỏ cái bông sữa đũa vô là mình ăn được rồi. Tép thì cũng sôi nha. Mình bỏ bông sữa đũa vô luôn. Bông sữa đũa bẻ là sáng sớm nên ngon quá. Nhưng mà về phải lựa lắm nha cả nhà, để sôi. Lựa kỹ á. Đang chơi. Dạ mua cô chú.
Thư quay mà không thấy ngoại ra. Ủa sao mẹ không kêu ngoại hả? Ngồi đó không thấy. Ngoại đợi mẹ bằng cái tép rồi vô kêu ngoại. Ờ ngoại ngồi, ngồi đó cũng không thấy ngoại luôn. Ngồi chơi chơi đó hả? Qua bông cưa đũa lâu rồi trên không có nấu canh bông cưa đũa cả nhà. Cái bông cưa đũa với tép rong nè, nhìn hấp dẫn quá. Cái này thì nước cốt chanh nè. Cái này chị nặng hai trái luôn. Chị bỏ vô cho nó chua chua cho nó ngon. Nếu mà chua quá thì ngồi thêm miếng đường nữa. Sữa đũa này dễ ăn đó mẹ, mẹ luộc chấm nước tương cũng ngon nè. Ừ. Sữa đũa này dễ ăn nè. Mà trời gió này bé sữa đũa có cây cao sáng bên kìa. Cây của mà năm á mà không dám trèo. Cao quá. Ừ. Bữa này của mẹ nè. Không hái hai cây của mẹ mà một lỗ. Cái sữa đũa hả? Cái sữa đũa mỗi năm đây thì cái sữa đũa này sữa đũa thường của mẹ của mỗi năm nè. Còn sữa của ngoại mẹ là sữa đũa gì? Sữa ra mã mùa đó, mã năm luôn. Mỗi tứ quý thôi. Ra hoài à. Còn này là sữa đũa thường nè, mà trời gió lên tốt không kèo. Mà bông sữa đũa của mẹ không? Mà bông sữa đũa của mẹ bự bự không à? Bông bành bành không? Gió sợ mẹ, không gió thì không sao chứ. Hồi nay đi ở ngoài rụng trắng chân nè. Nó gặp quá đốm nhánh nó bẻ một nón luôn. Này, nhiều lắm. Thiếu ngọt trên sẽ bỏ miếng đường nữa. Luộc chấm nơi tương. Chấm nơi tương hột của mẹ. Tương. Con khoái tương hột xào dừa. Cái đó là hết sảy luôn á. Chấm cái. Tương hột xào dừa chấm cái thấm thì là thấm ngon thì là ngon. Bự bự rồi khoái ăn mấy cái béo béo tương hột xào dừa. Để bữa nào con mua tương cái về con xào dừa. Xào dừa cái bẻ rau dừa cái mẹ. Rau này rau kia. Rau lan rau cái trời này nọ rồi chấm ngon lắm. Chấm tới đâu thấm tới đó à. Ngon lắm. Như bẻ là thêm bông này nè luộc. Bông sữa đũa luộc chấm cái là ăn hết nồi cơm thiệt à. Nhận cơm ăn anh ơi. Này mấy cái món này vừa đơn giản vừa dễ làm đó nha. Món này tép nó cũng mau chín lắm, bỏ vô sơ sơ cái ăn à. Thì giờ cũng đã chín nè, về chị dọn cơm ra luôn. Cái này vô bếp làm chỉ được 10 phút nữa là xong rồi cả nhà. Tép thì hôm nay chị sẽ gian mặn. Thì bữa cơm gia đình Tú thì cũng chuẩn bị xong rồi cô chú anh chị. Tú cũng mời cô chú anh chị ăn cơm, cô mời mẹ ăn cơm. Mời mẹ ăn cơm. Xin mời cả nhà dọn cơm gia đình Tú Chinh luôn nha. Con mời nhà ăn cơm. Con mời bà ngoại, con mời ba, con mời mẹ, con mời cô chú ăn cơm. Ừ, ăn đi con. Con mời ba, con mời mẹ, con mời chú ăn cơm. Rồi. Ăn cơm con. Canh chua rửa. Mưa ớt thì anh Tú đâm nhiều quá nên là chị ăn không hết. Cũng hết rồi sẽ. Con bỏ vô miếng nước canh chua. Nè. Bữa nay món đạm bạc mà làm nhanh đó cả nhà. Làm vô bếp là 50 phút là xong rồi. Này bắt nước sôi cái bỏ tép vô cái bỏ rau vô cái ăn rồi mẹ. Trang còn nước tẩm không? Tép rong á nên là Trinh không thấy đầu. Nó nhỏ nhỏ không à. Cái mình gấp gì là nó dính nguyên một đũa vậy nè cả nhà. Cho mình ăn cho nó dễ. Đây để Trinh gấp cho mình. Xin mời cả nhà luôn nha. Chấm vô miếng muối ớt. Đũa vô cho đã. Đũa cho đã. Tép rong thì nó mềm. Nó mềm mèo à. Hồi xưa nhớ mà đìa á. Hồi xưa người ta còn đìa á mẹ. Kéo đã luôn ha. Bây giờ ruộng có nhưng mà ít rồi cả nhà. Cái gặp như hồi đó chắc kéo một lần một thao vậy kìa. Nhiều lắm luôn á. Hồi xưa đi xúc ra học ăn hết thời cô. Thơm thơm như con guốc luôn. Nó nhỏ là như con guốc. Hơi khô mà có nắng lên cái bốc lẩm cái đã. Có cơm cháy nữa ngon. Hơi khô á người ta không biết người ta tưởng con rút. Giờ thì mình gấp gì nè cả nhà. Cho nó cả chục con không biết ăn được. Nhưng mà cả nhà nha. Gấp đầu dính đó em. Tại nó còn rau á. Nên là gấp đầu dính đó. Còn rau dễ gấp. Nãy con gan cũng dính vô cái lũa mới rồi. Con chua thì gan mặn thì ngon mẹ không? Ừ. Tép rong trứng thôi. Ừ, tép rong thì nó vậy đó, loại nó vậy là bự nhất rồi đó. Nó đâu còn bự nữa không? Vậy là nó đẻ rồi.
tối hôm đó giờ cũng chưa ăn món này luôn á. Chưa. Ờ. Chưa. Tại vì trên Tú đâu có đìa giống như mình, mẹ nước nổi á. Trên Tú có tép gì ta? Thì cũng có tép gông nhưng cũng đặt nhiều lắm á. Không phải tép gông. Tép gì? Tép trong vườn mình đó mẹ, tép lóng. Tép lóng. Tép lóng á cả nhà. Tép lóng nó bự bự, tép nó cứng. Không tép bằng, tép bằng tép lóng. Không nhớ là chưa, không nhớ có tép gông nha, có không anh? Có. Mời cả nhà ăn cơm. Mình gỡ cái đọt ra mình húp. Có mặt sáng sớm á, lúc mà sáng sớm á. Sáng mình bẻ mà xương chưa chưa quấy á, mới xuống á. Rồi ông bẻ ông lấy cái đầu nhắc cái đầu này nè. Cái đầu này nè, cái đầu mặt nhiều. Nó có mặt. Nhưng mà bông chưa nở nha, bông nở là ngắt là con dội giống á. Sâu á. Ông Quyên nó chỉ con cái bông nào mà hồng hồng, cái bông nào mà nó hồng hồng là cái đó ngọt. Này mà thấy ngoài trái nhóc không nè? Có trái không? Có. Không thấy trái mà trọng vậy, không thấy trái. Nhất hồi đó anh đi tìm bông sữa rồi hấp chứ giờ nít giờ làm gì tìm bông sữa hấp đâu. Bởi vì bữa nào mày bẻ cho bông sữa cho Thịnh hấp. Từ nãy anh kêu ba bẻ cho hấp. Bởi Thịnh thắng mắt kìa, hỏi bông sữa hấp làm sao, hấp cho dòi nè con. Trống vậy nữa. Bữa nào ba hai cho. Đầu nó bẻ nó ra, cái cuốn đó, cái cuốn đó, đó, cái cuốn nó tròn tròn đó. Đó nó để cái mặt ở đó. Ủa vậy cái này ong nó hút không mẹ? Không biết nó có không, có là bù. Đó là con bù. Bữa ăn gia đình Tú Trinh cũng đã xong rồi cả nhà. Trinh cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Trinh cũng cảm ơn cả nhà lúc nào cũng yêu thương gia đình Tú Trinh, xem hết video và xem luôn hồ quảng cáo để giúp giúp gia đình Tú Trinh có thêm động lực làm ra nhiều video gửi đến cả nhà. Trinh cảm ơn cả nhà rất nhiều. Trinh mến chúc cả nhà lúc nào cũng luôn bình an và luôn vui vẻ trong cuộc sống. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Con chào bà cô chú.